Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, vào hồi 10 giờ trưa ngày hôm nay, mùng 10 tháng 12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 340 km về phía đông đông bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Và sẽ có khả năng là mạnh thêm. Đến 7 giờ sáng ngày mai ngày 11 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận khoảng 270 km về phía đông đông bắc, với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Mỗi giờ sẽ đi được khoảng 20 km và đi vào đất liền các tỉnh khu vực Khánh Hòa, Bình Thuận. Sau đó sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp. Đến 7 giờ sáng ngày 12 tháng 12, thì vị trí vùng áp thấp sẽ ở trên đất liền các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ, với sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh thì ở khu vực giữa của Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12, biển động rất mạnh. Từ sáng ngày mai cũng do ảnh hưởng của bão mà tại vùng biển khu vực từ Bình Định cho đến Bình Thuận sẽ có gió mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Ngoài ra thì ở phía Bắc, không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Và do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường thì từ khoảng chiều tối và đêm ngày hôm nay, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, không thuận lợi cho hoạt động hàng hải trên khu vực. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai, tại vùng biển này, gió Đông Bắc sẽ mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, gây ra biển động, sóng cao. Khuyến cáo các tàu thuyền không nên ra khơi để đảm bảo an toàn. Tương tự như vậy, thì tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc cũng mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Mưa không xảy ra nhiều, tuy nhiên trời lại nhiều mây và tình trạng biển động nên sẽ không thuận lợi cho hoạt động đánh bắt của bà con. Xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai thì tại đây nhiều mây, mưa nhỏ chỉ xảy ra ở vùng ven bờ. Tuy nhiên thì gió Đông Bắc lại duy trì cường độ mạnh cấp 6 khiến cho biển động, sóng cao từ 2 đến 3 mét gây khó khăn cho hoạt động hàng hải. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, từ khoảng sáng và trưa ngày mai thì do ảnh hưởng của bão nên khu vực này sẽ có gió xoáy mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10 gây ra biển động mạnh, sóng cao. Mưa dông cũng lan rộng trên toàn khu vực. Các tàu thuyền cần chủ động có phương án phòng tránh an toàn. Dọc theo vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, tại đây gió Đông Bắc hoạt động với cường độ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Ngoài ra, phía Bắc của khu vực có khả năng sẽ có mưa và gió xoáy mạnh hơn. Khuyến cáo tàu thuyền là không nên di chuyển vào vùng thời tiết xấu. Chuyển sang vùng biển phía Tây Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. Trong đêm nay và ngày mai thì gió tại đây vẫn thịnh hành với hướng Đông Bắc và cường độ không mạnh, tình trạng biển bình thường. Mưa xảy ra ở một vài nơi nên không gây khó khăn cho hoạt động hàng hải trên khu vực. Không có sự khác biệt đáng kể so với vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang. Trên vùng biển Vịnh Thái Lan thì gió Đông Bắc có cường độ khoảng cấp 3, cấp 4, sóng biển cao dưới 1,5 m. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Quay trở ra với khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa. Trong đêm nay và ngày mai thì khu vực này sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh và sóng tại đây cao từ 2 cho đến 4 m. Ngoài ra, phía Nam của khu vực cần lưu ý với mưa dông và gió mạnh sẽ gây nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền trên khu vực. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu vùng xoáy bão, nên đêm nay và sáng ngày mai, khu vực này sẽ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, cấp 11, biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai tại đây là cấp 3. Hy vọng với những thông tin cảnh báo từ trước đó thì tàu thuyền đã có thể ra khỏi phạm vi hoạt động của vùng thời tiết nguy hiểm và để có thể tìm nơi chuẩn an toàn. Và cuối cùng là phần dự báo cho khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây. Dự báo trong đêm nay và sáng ngày mai thì phía Tây Bắc của khu vực có thể sẽ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 gây ra biển động, sóng cao và không an toàn cho hoạt động hàng hải. Tuy nhiên từ trưa chiều ngày mai thì gió tại đây sẽ giảm dần xuống cấp 4, cấp 5, mưa cũng không xảy ra nhiều và thuận lợi hơn cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.